Ai, trời ơi, từ lúc có cây kiếm siêu sức mạnh này, mấy con zombie là chuyện bình thường. Ơ, làm gì cơ? Lại gần tao hả mày? Cho siêu xe, chạch ra, trời ơi, đung đung đung. Ai, trời đất ơi, cái gì vậy không? Đó, đây. Ủa Sam, bà đang làm gì vậy? Trời ơi, tôi đang lái con siêu xe mới của tôi. Đó, siêu xe này, đó, siêu xe chưa? Trời ơi. Trời ơi, Sam ơi, bà đang lái xe kiểu gì vậy? Lần đầu tiên tôi thấy có một cái người mà lái xe đạp mà nằm ở bên dưới cái bánh xe. Trời ơi, đây là siêu xe đi làm với xe, xe thường hiểu không? Đây là siêu xe hiểu không? Đó, nhìn, phải ngồi nhìn thấy ghê quá, nhìn thấy ghê quá. Thôi làm ơn đi, bà ra chỗ khác giùm tôi để tôi tiêu diệt mấy con zombie. Ủa mà khoan, chiếc xe này bà kiếm ở đâu ra vậy? Trời ơi, trong nhà, trong làng mình đó có cái chị bán xe mà chị ấy bán rẻ lắm. Biết sao không? Sao? Trời ơi, cái xe này đạp là tôi bán cam tôi mua được á. Trời ơi bạn ơi, Sammy đem bé Cam đi, Sammy bán đi, Sammy đổi lấy cái xe. Trời ơi trời, Sam làm gì sao được hả Sam? Trời ơi. Trời ơi đùa thôi, trời gì sao tôi bán cam mà. Trời ơi, tôi bán ông, tôi mua xe còn hợp lý cho bán cam sao bán được. Trời ơi, ơi gì quá đáng vậy. Bà nói vậy luôn, tôi buồn, tôi về nhà, tôi buồn rồi. À, giỡn vui, xin lỗi. Cái xe này ở đâu mà ra? Trời ơi biết sao không, chị chủ đơn giản là chị chủ bảo là giết hai con heo xong rồi chị đưa cho tôi cái xe đạp luôn á. Hai con heo mà được cái xe đạp, ghê chưa? Có nghĩa là bà đổi thịt heo bà lấy xe đúng không? Ủa cái gì, đổi được hai chiếc luôn hả? Ừ, hai chiếc luôn. Đâu, cho tôi chiếc đi, đây, siêu xe, đây từ từ bình tĩnh đó. Wow, siêu xe, ok để đó. Đi coi, wow. Đi coi. Ôi, quá đã vậy. Ui, lái nè. Ồ, trời. Ghê vậy. Ui mấy bạn ơi, bạn coi siêu xe đó bạn ơi. Ui trời. Trời ơi, ghê chưa? Xịn lái nhanh chưa? Chưa. Ơ nhưng mà khoan nha. Cái siêu xe nó hơi lạ nha, siêu xe đâu mà nằm ở dưới cái bánh xe chà cái đít xuống với cái sàn rác đít muốn chết luôn á. Trời ơi, siêu xe nó hoạt động khác xe bình thường phải không? Xe nó ok. Thôi 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 được rồi, nói chung là có xe chạy là được rồi. Wow, chạy nhanh quá bạn ơi, thời luôn. Ok bạn ơi. À quên nữa, từ nãy giờ mình lại quên chào bạn fan rồi. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy bạn ơi. Wow. Thì hôm nay nè, mình đã quay trở lại với vùng đất zombie để làm thêm một video mới cho các bạn xem rồi đây. Ta-da. Ok bạn ơi. À mà quên nữa bạn ơi, trong tập trước á, khi mà bọn mình đi gọi là kiếm cái cây kiếm mà mình đang cầm trên tay nè, bạn thấy không? Đây là một cây kiếm rất là mạnh luôn nha, có con zombie kìa. Mày hả mày? Chết đi con. Chém phát là chết zombie luôn đó. Thì ở chỗ này nè, nó xuất hiện gọi là mấy con chim siêu to khổng lồ bạn ơi. Thì có rất nhiều bạn bảo mình là anh ơi, anh hãy thử sử dụng cây kiếm siêu sức mạnh của anh để tiêu diệt mấy con chim này thử đi. Thì ok, bây giờ mình sẽ dùng cây kiếm của mình để tiêu diệt nó nha. Ok, rồi. Bây giờ thế này đi. À, ở đây nè là có mấy con chim gọi là siêu to nè, thì để tôi sẽ tiêu diệt nó. Còn Sam á thì có mấy con chim mà nhỏ nhỏ nè, mấy con chim mà là chim zombie á thì Sam tiêu diệt mấy con chim nhỏ nhỏ nha, được không? Ờ được á, cái này nhỏ okay. Trời ơi, nó cắn mình đó bạn ơi. Mày hả mày? Ôi, cẩn thận. Ủa bạn thấy không? Con này nó chỉ cần cắn chúng ta cái thôi là chúng ta sẽ bị độc, là cái đầu chúng ta to đùng luôn, ghê vậy. Ok. Hay. Rồi bây giờ để mình nhào vô mình tiêu diệt mấy con chim khổng lồ nha bạn nha. Ok, cái gì chứ mấy con này là chim nhỏ. Rồi. Lại đây mày. Trời đất ơi, cái gì vậy? Tính ra mình mới nói là chuyện nhỏ luôn á. Ơ là trời, cái gì vậy? Mày láo mày. Nó cắn mình. Ây da. Ui, con này khỏe quá. Rồi. Chà. Mày hỏi một con. À, chết mày đi con. Rồi ok, con thứ hai nè. Đau quá. Trời ơi, con này mỗi lần nó cắn mình một cái là mình sẽ mất máu rất là nhiều các bạn ơi. Trời ơi, nó cắn tôi, bông ơi, cứu tôi. Rồi xong. Giết được hết rồi nè. Trời ơi, ghét là dễ. Mấy bạn ơi, mới giết coi xíu thôi mà bọn nó chết queo hết đó bạn ơi. Rồi bọn nó rơi ra gì đây? Ở sao mày, kế bên bà có con zombie kìa. Mày hả mày? Trời ơi trời. Ok. Để tôi xem coi. Mày nè. Sau khi mà giết xong con này á thì nó rơi chúng ta những cái cọng lông với lại là mấy cái chìa khóa. Ủa mấy cái chìa khóa này để làm gì ta, nhìn lão vậy? Hình như mấy chìa khóa này dùng để mở cái gì đó ra sao Sam ơi. Mà thôi để từ đi, chúng ta sẽ tìm cách để mở mấy bằng cái chìa khóa này nha. Chìa khóa này dùng để mở gì ta mình không biết nữa. Nói chung á là mình đã tiêu diệt xong mấy con chim siêu to khổng lồ ấy bạn ơi, thì bọn nó yếu xìu à. Cây kiếm của mình quá mạnh luôn, chém coi tí là chết nó. Trời ơi trời. Ok, rồi bây giờ mình với Sam sẽ cùng nhau đi khám phá tiếp nha. Sẵn rồi có cái xe đạp này đó, mà mình sẽ cùng nhau đi khám phá siêu xe. Ok. Ok, siêu xe rồi. Ok rồi. Bây giờ mình với Sam sẽ cùng nhau đi khám phá xung quanh đây coi có còn gì nữa nha bạn nha. Ok, let's go.
Ui mấy bạn ơi, ở bên kia sao hình em? Như mình đang thấy là một thấy con chó đốm hay sao các bạn ơi? Ủa phải không ta? Sao? Lại đây, hình như bên kia là con chó đốm phải không? Ui, có chó đốm kìa. Ồ, một con chó bạn ơi. Ok, mình phải qua đó mình giải cứu nó mới được. Chỗ này quá trời zombie luôn bạn ơi. Không được rồi, mày hả mày, quýt ra. Quýt ra. Ồ, ui, nó hú lên kìa. Ok, rồi, chó ngoan, anh có xương đây nè, con muốn ăn không? Trời, chó đốm dễ thương các bạn ơi, ok. Ôi. Mình sẽ lấy xương nè, mình cho nó ăn nha, ăn đi. Ui, tôi cho nó ăn xong nó xuất hiện một cái nơ nè, Sam ơi. Vậy là bây giờ chó đốm này đã thuộc về tôi rồi đó, rồi tôi đi thử coi, nó có đi theo tôi không? Con ấy, ui, kìa, nó đi theo tôi à. Wow, tôi biết di chuyển luôn. Ok, tôi thử tôi di chuyển coi nó có đi theo tôi không. Đi theo tôi nè. Ok, con bò, tôi thử tôi quýnh con bò coi nó có quýnh con bò không nha. Quýnh bò nè, rồi xong. Chó sẽ làm gì đây? Ây da. Trời đất ơi, chết luôn. Con bò đáng ghét, tôi dám cắn anh đó. Cắn nó đi chó. Mày hả mày? Mày cắn nó chó, đúng rồi. Hay quá, trời ơi. Ok bạn ơi, vậy là từ bây giờ mình với Sammy sẽ không còn là cô đơn nữa. Bọn mình đã có thêm một người bạn đồng hành với bọn mình. Đó chính là một bé cuốn siêu cute bạn ơi. Đã, ok. Một bé chó đốm nha, ok rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi thám hiểm tiếp nào chó ơi. Đi theo anh nè, đúng rồi, đó, giỏi quá. Đi thôi, let's go. Bên này, zombie quá trời luôn. Zombie xuất hiện, no. Ok, để mình thử kêu bé chó tấn công zombie thử coi. Chó, tấn công đi. À, mày thấy không, coi nè, tấn công. Đúng rồi, cắn đó, đúng rồi. Ui, nó lại gần mình kìa. Mày nè. Để anh phụ cho. Mày này, thích lại gần tao không? Trời, giỏi lắm chó. Trời ơi, đúng là bé chó cún này quá giỏi luôn bạn ơi. Ok rồi, đi tiếp. Trời ơi, mấy bạn hãy nhìn nè. Wow, trời ơi. Bọn mình đang lái xe một hồi thì bọn mình mới phát hiện ra ở đây nó có một cái gọi là thành phố bỏ hoang mấy bạn ơi. Wow, trời ơi, nhìn kìa. Trời ơi, rốt cuộc thì ở đây cũng có người sống mấy bạn ơi. Ê, Sam, qua đây, trời ơi. Đây. Bây giờ mình với Sam sẽ thử, bọn mình sẽ lái xe mình chạy đây thử nha. Hello, mấy cường. Ê, tính ra trong đây không có người sống Sam ơi. Mà toàn là zombie không à. Trời ơi, chết. Mày. Ôi, nguy hiểm quá bạn ơi. Mấy anh gọi là công nhân bị zombie cắn cho nên biến thành zombie nè. Trời ơi, nguy hiểm vãi. Ôi, không biết trong đây có ai sống không ta. Mình hy vọng là sẽ có người sống trong đây. Hy vọng là chưa có ai chết hết à. Không, tính ra nếu mà nói chưa có ai chết thì tất nhiên là không có chuyện đó rồi. Tất nhiên mọi người bị zombie tấn công là phải chết nhiều lắm. Nhưng mà hy vọng là sẽ có người sống trong đây. Ôi, từ đi vòng đây có ai nữa không. Ây da, trong đây còn có cả chim zombie nữa bạn ơi. Trời ơi, trời, đi đâu cũng gặp mấy con này hết. Ây da, rồi xong chết beo luôn. Rồi, tức quá mà, chết đi Sam. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chui đây coi trong đây có gì không nha. Wow, một dạng PC. Lụm. Ủa sao lụm được? Ủa không lụm được. Lấy này được không? Không lấy được luôn bạn ơi. Mọi thứ trong cái khu này không có thể nào là lấy được hết. Ok, từ để mình nhìn lại, mình lấy cái cửa được, ông ta thử lấy cái cửa coi. Cũng không lấy được cái cửa luôn. Ui, zombie kìa. Mày. Mày hả mày? Ôi trời ơi. Để mình lên lầu mình xem ở trên lầu có gì không nha. Ơi, không biết ở đây có ai sống không. Cái bệnh viện hả? Hình như cái này là cái bệnh viện hay sao á, nhưng mà không biết có ai sống ở trong đây không đây, để xem thử coi. Hello, có ai còn sống trong đây không? Không có ai luôn Sam ơi, chết rồi. Ok thôi mình cứ đi qua cái nơi khác thử xem coi. Ai, trời ơi, hôm nay nguy hiểm quá bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ thử chạy qua cái ngôi nhà khác nha, để coi ngôi nhà xung quanh đây còn ngôi nhà nào không. Ai, lên. Ok. Ai, trời ơi. Một cái khu phố mà bị bọn zombie tấn công mà đến nỗi bây giờ là tan hoang luôn bạn ơi. Tùm lum nơi, chỗ nào cũng bị bể nè, chỗ nào cũng bị nổ hết trơn luôn á. Ở chỗ này nó có cái xe nè. Oh my god, phải cái xe không? Ôi thử coi, mình lái được không? Mình lái được nè Sam ơi. Có một cái xe đây nè. Nhưng mà mình phải cần có bình xăng mình mới chạy được. Ôi không được rồi. Ok. Ủa Sam, xe đạp có bà đâu mà sao bà đi bộ vậy? Tôi thấy đâu, xe đạp tôi mất đâu rồi á. Trời ơi, mấy con zombie ăn cắp rồi. Trời ơi, bà lấy xe đạp sao mà để cho zombie ăn cắp luôn xe đạp của bà vậy? Trời ơi là trời, thôi kệ đi. Bây giờ mình sẽ lên thử trên đây coi. Không biết trên đây có ai còn sống không? Để lên thử nha. Hello, có cái rương gì nè. Trong cái rương có gì không? Ở trong rương không có gì hết bạn ơi. Chán vãi, tưởng có gì chứ. Ok, quay thử coi. Ui, zombie, tôi thấy có con zombie sống muối nè. Ui, dưới nó. Mày. Ấy, nó rơi một củ cà rốt kìa. Đem vào nhà chồng. Ok rồi. Leo đây coi còn ai trên đây không nha. Hello, có ai còn sống không? Chúng tôi đến đây để cứu mọi người đây. Có ai không? Không có ai hết. Trời ơi, hình như cái này là một cái công ty bạn ơi. Có quá trời vàng PC được luôn nè. Còn có cái rương nè, để xem coi trong cái rương có gì không nha. Mở coi. Không có gì hết trơn á. Bên đây có gì không? Trời không có gì luôn mẹ ơi. Ít nhất phải có cái gì đó thức ăn cho bọn tôi ăn chứ không có gì hết trơn vậy. Còn cái rương nè.
Wow, có một cây súng mấy bạn ơi. Hóa ra là chỗ này có cây rương, có cái rương không nha. Cái đây có cây súng nè. Đâu đi mình thử mình gài đạn vô coi. Wow, cây súng nâu vãi bạn coi nè. Ui, ok để mình ngắm thử nha. Mình ngắm thử coi. Ủa cây súng này không, ủa cây súng này nó không ngắm được hả? À, súng này là súng bắn thường rồi, không phải súng ngắm. Ok, rồi xuống dưới. Bây giờ bọn mình sẽ qua bên ngôi nhà khác nha bạn nha. Ok, có cây súng ở đây nè. xịn. Ok. Ủa, zombie kìa. Mày hỏi. Ui, cái súng này yếu quá, không được. Cái súng này nó hơi yếu. Chạy sao ơi. Ủa, chạy luôn hả? Chạy. Ủa, ngoài đây cũng có zombie nữa. Trời ơi, nhiều zombie thế. Chạy qua đây. Hay, cái khu này quá trời zombie luôn bạn ơi. Đi đâu cũng gặp zombie hết. Ui, còn nữa nè. Mày hỏi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xung quanh đây, còn thêm cái ngôi nhà nào nữa thì mình sẽ vô mình khám phá luôn nha các bạn nha. Rồi, ok bạn ơi, bọn mình lại kiếm được thêm một cái tòa nhà nữa nè, để bọn mình chui trong thử nha. Không biết có ai trong đây không? Ui, tới thui hả bạn ơi, sợ ma vãi. Ok. Nhà ma hả? Không, bên đây, không phải là nhà ma. Ui, bên trong có cái bánh kem kìa. Trời ơi, lâu quá tôi không được ăn bánh kem, tôi thèm quá. Từ từ để tôi chui vô. Bánh kem nè Sam ơi. Sao rồi? Lại. Bọn mình ăn mỗi đứa một nửa đi. Ok, ăn nè. Nhầm. Rồi ok, còn lại có Sam á. Đó. Trời ơi, ngon quá. Trong đây còn có bánh quy nữa nè, lụm luôn. À, có gì lụm cái đó nha Sam. Bọn mình chia đôi ra. Ok. Rồi, đi tiếp. Ê, tính ra là vô trong này cũng lời nha. Đi gọi là loot đồ, lụm được quá trời đồ luôn. Ok. Rồi bên đây còn gì không? Để qua đây thử coi. Chúng ta phải đi xung quanh để kiếm mấy bạn ơi. À, trong đây không có gì hết trơn. Rồi ok. Cái phòng này là gì đây? Ôi trời ơi, nhìn kìa bạn ơi. Căn phòng gì đâu mà nhìn nó ghê quá. Ôi, còn đây là gì? Trời, cái toilet. Trời ơi, ông nào đi toilet còn chưa giỏi nè, ghê hết một. Đâu ngoài. Gớm quá. Ok. Để leo trên lầu còn ai nữa không? Leo lên. Đây. Bên đây à. Đây nè. Đó, leo lên. À, chuẩn bị kiếm sẵn nha, không thôi là gặp zombie là chết đấy. Ồ. Hello. Có ai không? What your name? Hello, where you from? Ồ, không có ai hết bạn ơi. Ồ, trong đây không có gì hết trơn á. Có mấy cái giường nè, không biết mình lấy được mấy cái giường đem về nhà không ta. Mình thử lấy cây rìu, mình chặt mấy cái giường rồi coi. Ấy, không được đâu. Sao? Ôi, họ trong đây nó không cho mình lấy cái gì hết á bạn ơi. Trời ơi, kỳ thiệt chứ. Ở bên đây có cái rương nè, cái rương có gì không? Không có gì luôn. Qua này thử coi. Hay, trong đây không có gì hết là sao ơi. Ra ngoài. Mình đi kiếm cái khác đi. Trời sắp tối rồi, nguy hiểm quá à. Chết rồi, trời tối chỗ này là zombie sẽ xuất hiện nhiều hơn á. Mình phải tranh thủ hay Sam ơi, không thôi là một hồi zombie nhiều lắm á nha. Ok. Ê Sam, tính ra cái xe đạp của bà nằm bên đây luôn mà từ nãy giờ bà đi đâu vậy? Hả? Trời ơi, tôi biết coi tượng zombie đăng cấp tại đồ này hả? Trời ơi, bà dùng cái xe đạp ngoài đây luôn. Bà rảnh ghê á. Ok, leo lên. Bây giờ bọn mình đi kiếm chỗ khác nè. Wow, ở chỗ này nó đang có một cái khu gì nhìn giống cái siêu thị quá nè các bạn ơi. Ok, để vô xem thử coi có ai còn sống trong đây không. Sẵn rồi mình vô đây mình rút đồ luôn. Sẵn rồi vô mình rút đồ luôn. Ok, mua đồ gì mua đồ, còn ai còn sống trong đây đâu mà mình mua đồ. Rồi ở gặp zombie nó cắn mình là chết luôn á. Thấy không, tôi mới vừa nói xong mà zombie xuất hiện rồi nè. Good. Đó, ok, rồi để leo trên lầu coi. Ôi, không biết trên lầu có cái rương nào, có cái đồ gì cho mình rút đồ không ta. Một con zombie sáu muối. Chạy. Ui. Okay. Trời đó coi, nó nụ banh chành xác tôi luôn ơi. Trời, bà phải tránh xa mấy con zombie này ra chứ. Ê Sam ơi, có một cái hamburger ở phía trên kìa. Sao lấy? À, hình như khu này là khu bán hamburger sao á, tôi thèm hamburger lắm. Làm ơn đi, có ai không? Cho tôi xin một cái hamburger đi, làm ơn. Tôi đói quá, tôi thèm hamburger lắm. Tôi bị kẹt ở đây lâu lắm rồi. Để xem coi có không. Không có gì luôn. Có mấy bịch đạn à, không có hamburger. Tôi thèm hamburger quá à. Làm ơn cho tôi xin cái hamburger được không? Tôi bị kẹt ở vùng đất zombie này lâu lắm rồi đó. Trời ơi. Buồn quá mấy bạn ơi. Ui, có người sống nè, có anh bộ đội nè, có mấy ông già rồi nè. Ủa sao ông già ông đi chậm vậy? Ơi mày nói gì đó đi, thằng vô. Ông đi chậm chậm đi. Chắc ông này ông già rồi á. Ok, mọi người yên tâm, tôi sẽ về nhà báo cho những người khác và người ta sẽ đến đây cứu mọi người. Mọi người yên tâm nha. Ok, đi tiếp. Ui mấy bạn ơi, bây giờ trời tối rồi cho nên zombie xuất hiện quá trời luôn bạn ơi, coi kìa. Trời ơi quá trời luôn, mình phải bọn mình phải giết bọn nó trước mới được. Mày hả mày? Ok, con này nè. Mày hả mày? Ui sao lưng. Mày hả mày? Ok, rồi. Trong đây là cái gì đây? Ôi Sam ơi, hình như cái này là xăng nè. Wow, lấm. Trời ơi, cái này cần lắm nha. Ui, có thêm mấy cái bình này nữa nè. Trời ơi, mình có xăng là mình sẽ chế tạo được cái xe để mình đi về. Ok, hợp lý. Đi tiếp. Quá. Quá hợp lý luôn, có xăng ở đây rồi, mừng quá bạn ơi. Ok, ở trong đây cũng là xăng hay sao nè. Lượm hết luôn. Có gì lấy đó. Ok, lượm hết. Rồi, trong đây lấy luôn.
có xăng rồi, bây giờ bọn mình sẽ đi kiếm cái xe, xong bọn mình sẽ chạy chạy về làng nha bạn nha. Chứ bây giờ trời tối quá rồi, zombie xuất hiện rất là nhiều luôn. Mấy bạn ơi, ở chỗ này có một cái xe nè. Trời ơi, may quá. Ok, mình sẽ lấy xăng mình đổ vô nha. Đổ vô. Rồi ok, nhiên liệu đầy rồi, leo lên. Leo sao ơi, leo lên. Nhanh lên. Rồi. Ok rồi. Lái nha. Ui, chạy được rồi nè. Thân. Ôi cẩn thận, coi chừng bị tung xe. Trời ơi, mày nhớ chạy theo anh nha. Ok. Lái nè. Ui, nhanh lên, cứ chừng cho mày tấn công. Này đi. Cố lên mẹ ơi. Ok. Bọn mình sắp thoát khỏi được nơi này rồi. Quá hợp lý luôn. Ok, quẹo nè. Coi phong racing boy quẹo nè. Ok. Ủa, khoan. Đường ra bên nào Sam? Tôi còn nhớ tôi chết lè luôn Phong. Tôi thui sao biết được. Ừ ha, giờ tao thui rồi, không biết đường ra chỗ nào luôn á. Ok, mình ráng chạy thôi, tung zombie nè. Mày ơi, tao tung mày này. Mày hả zombie? Ok rồi, chạy. À đây, thấy rồi. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ mình với Sam đã thoát ra khỏi được cái khu này rồi bạn ơi. Mừng ghê luôn á. Thì ok, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team đăng kiếm họ cho mọi người nữa nha anh em nha. Và đừng quên hãy để cho video này đạt được 10.000 like nha anh em. Rồi xong, bị dướng cây xương rồng rồi. Ok, lùi lại, không sao hết, có xe chạy rồi. Yeah, về nhà thôi, let's go.